Em Trực xin chào tất cả các quý anh chị. Đây là hình ảnh lô đất thuộc xã Dương Lâm từ góc nhìn Flycam. Thì hôm nay em Trực sẽ review một lô đất có diện tích là 174m ngang 5,1 và dài là 35. Và đây là toàn bộ khu dân cư gần lô đất của mình, khá là đông đúc. Và cái hướng bên tay trái mình là ở đường tỉnh lộ 8. Thì đường tỉnh lộ 8 thì nó nối liền với xã Dương Sương, xã Dương Lâm và Dương Phước. Hướng này thì mỗi tên em đánh dấu là đi tới xã Dương Sương nha quý anh chị, khoảng 24 cây thôi. Và hướng ngược lại đây là mình đi về tới xã Dương Phước, xã Dương Lạc. Thì lát sau đây em sẽ phóng to cái hình ảnh về gần chợ, gần trường học của xã Dương Lâm để cho quý anh chị nhà mình sẽ dễ dàng hình dung được cái hướng đi. Và đây là hình ảnh em phóng to lên phía xa xa, đây là cái nhà máy gạch. Đi một đoạn nữa là mình tới chợ Dương Lâm và trường tiểu học Dương Lâm nha quý anh chị. Thì nhánh con sông Cái này thì chạy từ huyện Dương Khánh xuống tới thành phố Nha Trang. Chào mừng quý anh chị quay trở lại với kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất Khánh Hòa. Thì hôm nay em Trực sẽ review một lô đất thuộc xã Dương Lâm, cách đường DT8 chỉ khoảng là 60m thôi. Lô đất mình nằm sát bên ngoài nhà dân luôn nha quý anh chị. Và đây là toàn bộ hình ảnh lô đất. Em Trực sẽ quay hết một vòng xung quanh lô đất cũng như con đường đi và khu vực dân cư xung quanh. Đây là khu vực dân cư xung quanh nha quý anh chị. Lô đất mình thì nằm sát ngoài nhà dân luôn. Phía xe kia là con đường DT8 hay còn gọi là đường Đồng Khởi Nối Dài. Thì cái đường Đồng Khởi rất có nhiều tên, tỉnh lộ 8 hay còn gọi là trước kia là đường Hương Lộ 39, yeah. Bây giờ em gọi chung là đường DT8. Thì cái đường DT8 khoảng chừng là 60m thôi, rất là gần. Thì lô đất mình có vị trí tại xã Dương Lâm, huyện Dương Khánh. Tổng diện tích là 174m, ngang 5 và dài 35. Ranh giới của nó là từ cái trụ bê tông này, mình đi ngang quan sát ngôi nhà, cái trụ bê tông này là 5m chạy dài ra phía sau. Thì lô đất mình có 60m thổ cư và hướng chính của nó là hướng chính bắc. Cái con đường hiện trạng này rộng từ 3m8 đến 5m nha quý anh chị, ô tô mình đi được. Qua lô đất mình thì nằm sát ngôi nhà dân luôn. Ở đây thì điện nước đã có sẵn hết rồi. Và cái giá bán cho lô đất của mình là 799 triệu. Giá này còn bớt lọc phải bao nhiêu tên. Thì cái giá chia ra mét vuông là khoảng chừng là 4,8 triệu. Vì trong lô đất mình có hơn 100 mét là không nhận quyền sử dụng đất nha quý anh chị. Thì tính đây chỉ còn lại 164 mét thôi. Thì từ cái vị trí lô đất của mình mà đi ra hướng đường DT8 rẽ bên tay trái là mình đi tới xã Dương Xuân, thì cách xã Dương Xuân là 2,4 cây. Và từ đường DT8 là đi hướng ngược lại là rẽ bên tay phải, mình là mình đi về tới chợ Dương Lâm, về trường tiểu học Dương Lâm thì cách đâu đó khoảng chừng là 3,9 cây, rất là gần. Và mình đi tới thành phố Nha Trang luôn, mình luôn đi tới theo con đường Bỏ Ngân Giáp chạy thủ tới thành phố Nha Trang là 23 cây, tương đương khoảng đường là 20 đến 30 phút nha quý anh chị. Lô đất mình thì có sổ sách đã đủ hết rồi, em Trực sẽ hình cái sổ đỏ lên để cho quý anh chị nhà mình tham khảo. Không khí hiện tại rất là mát, lấy cái gió từ con sông Cái đây. Thì video này em Trực xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của em. Quý anh chị nhà mình có nhu cầu đi xem lô này thì alo em Trực với số điện thoại là 0843 1679 bên góc phải màn hình. Hẹn gặp lại quý anh chị ở video tiếp theo. Em Trực xin thành cảm ơn.